Xin chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn một cái sự kiện là nhận 500 đô la mã thông báo CBU của sàn Coinbit hợp tác với BTU và CU này. Đó. Thì bạn có một cái tài khoản sàn Coinbit này nhá, đăng ký và KYC thành công. Thì mình đã đăng ký sàn này rồi. Đơn giản thôi. À, KYC thì nó hơi khó một chút, mình sẽ để một cái link hướng dẫn KYC của cái sàn này cho các bạn tìm hiểu nhé. Mình có và mình sẽ đăng nhập cái sàn này KYC đó các bạn. Để cho nó đăng nhập vào. Ok nha, hôm nay mình cài xe rồi này, vẫn chưa được xác minh. Sao mình chưa được xác minh ta? Thông minh cái sàn này nó rất là khó ra được ra. Thế mà bạn chưa được xác minh. Thông minh sàn này nó khó nha, nó bắt phải gửi linh tinh các kiểu. Sẽ để một cái video hướng dẫn xác minh cho các bạn ở dưới mô tả nhé. Thì đây sự kiện sàn này nó là đây nhá, đây tham gia góp Coinbit và BTCU này để đăng ký một cái tài khoản trên trên này nhá, trên Coinbit này nhá. Ok nhá, phải có một tài khoản trên sàn Coinbit này và cần cho các KYC và phải đăng ký một trong những nguồn lực chính cấp của Coinbit nhé. Phải đăng ký một cái nào đó, mình hay Twitter đi, cần đăng ký một cái thôi không được. Của Coinbit thì cần đăng ký một cái thôi. Twitter đây đây nhé, follow một cái thôi là cũng được rồi. Đây bạn kể follow bất kỳ ba cái nhé, đây là ba cái thì mình phải lần thứ ra một cái này đi, ngoài ra hai cái này ra mình quên được cả. Telegram này, Twitter này, follow Twitter nhé, follow Telegram luôn được. Mình cho dưa một tí, rồi đăng lại về CBU Unrock trên ba mạng xã hội khác nhau nhé. Thì đây, Instagram, Twitter, Facebook mình sẽ đăng Telegram đi, Twitter, Facebook đi. Đăng Facebook này, tham gia Facebook này, đăng Facebook mình luôn nhé. Bản tin không có gì à? Không có trang Facebook này nha, thì mình sẽ đăng Telegram, đăng trên ba chỗ khác nhau. Đây thì đăng top lên như này đi, hướng dẫn để phát sinh hay tiếng Việt ta. Dài được. Copy mình đăng hết. Mình sẽ đăng Telegram là một này. Đăng trên Twitter đấy nhé.
nó bị nát rồi, để ký cái đăng trên Facebook luôn. Đang các bạn hay là trang cao biết là có sự kiện nào không? Ok, Facebook mình đang chưa? Mình đang đâu? Đang ở đây mình đang Facebook nó thoải mái rồi sao? Tiếp tục nha, sau đây tiếp tục cái năm này nha, phần thưởng. Ok. Rồi xong rồi nha, để xác minh là tất cả đều áp dụng nha, bạn phải điền vào cái biểu mẫu này để xác minh, để xác nhận hoạt động bổ sung biểu mẫu này nha. Cái hai cái biểu mẫu này phải điền, mình xem trên Twitter và Telegram mình nhận cái đủ chưa. Chúng ta làm admin ở mẫu đây cho các bạn. Và thì mình sẽ cung cấp địa chỉ email để sử dụng đăng ký tài khoản có biết của mình. Tài khoản biết của mình nha, để email vào đó. Sẽ thấy một cộng tên mình đang địa chỉ email. Tên này chắc chắn đây là email của mình rồi. Tên mail sẽ là mail có biết của mình. Mẹ con biết mèo chẳng con này tiếp này và thêm tệp nhé, tệp tệp tải cho mình đăng ký của bạn lên một trong các tài khoản xã hội, các chính thức của con biết chụp màn hình chính đăng ký của bạn lên một con biết tất cả các riêng có biết đây, đây nha, đây, bạn chụp ảnh nha, được rồi nha. Nói chung là cái này nó cũng hơi nóng hoa tí nè, vì nó xa nên là mình nghĩ là nó có ăn chắc chắn hơn với con kia. Xa nào cũng bị tím nữa thì buồn á. Xây này nọ để kiểm tra cho nó gì nó tải cái góc tài khoản mạng xã hội chính thức của BTC nhé, BTCU nhé. Ok thì đây BTCU này một Telegram nữa bạn nhé. Ở cái này là 3 nhé. Telegram rồi. Đây nhé. Mình thì sẽ u ở đâu ạ.
rồi nhé, tiếp tục xem nào. Đã nên chụp màn hình đăng lại về trên ba mạng xã hội khác nhau nhé, ba mạng xã hội khác nhau đó, cho nó cũng hơi lòng ngoan. Đây nó có biển dịch này không? Đang là biển dịch. Khách đến gì không? Cái này là một này. Năm. Facebook nhé. Đang người đang đâu? Mình đang đang nhé. Nó bảo spam đấy các bạn ạ, Facebook giờ nó còn vậy đấy các bạn. Mình cho Twitter của mình vậy. Đây, làm cái bài của con nít này nhé. Đấy, mình nó hơi ngắn nhiều đăng lên. Nó hơi khó, nó hơi dài tí và nó cũng khó. Ok, mình sẽ đăng thêm một cái nữa ở đâu. À, mình có chỗ rồi, mình sẽ đăng lên lên đầu ở đây. Rồi nó rất nhiều là ấy mà, nó Zoom này, ấy, Chrome này, nó là một mạng xã hội. À, nhưng mà hơi ít người, mình đăng lên đầu thì mình đăng lên WeChat nhé. Ra bằng tiếng Anh luôn, cho thoải mái đấy. Ok, đây cái bài của nó đâu rồi, đây bài nó đang được tiếng Anh. Ok, đang được WeChat này, đợi một tí, vì cái trang WeChat này nó giờ nó đang rất là lag, nó chạy hơi chậm, nó lag tại vì là nó quá nhiều người dùng nên là nó lag. Hàng ngày mình thấy nó phát triển rất là mạnh. Đầu sẽ rất ngon mà càng ngày nó càng nát, tại vì đông người dùng quá, càng nát thì nó lại càng cộng đồng càng mạnh thì tiền nó càng lên thôi. Thôi nhá, mình sẽ đăng lên mạng này cho nó để làm mạng xã hội này. Đây là một này, tải lên này, đây là 234 này, nó giống như hình tượng như vậy, đây là 34 này, tải lên này, đây được 3 mạng này, tải trước này, 5 này. 5, 6, 7 cũng có này. Mình tải lên tí không? Mình sẽ tải lên. Rồi mình tải lên nhé. Đó, cung cấp liên tiếp đăng lại của bạn trên ba mạng xã hội khác nhau. Mình cung cấp liên tiếp đăng lại. Ok, mình sẽ cung cấp nhưng mà không phải ba mạng xã hội được. Copy link này, đó, copy link những cái bài đăng của mình ở trên ba mạng khác nhau. Một này. Tiếp tục là cái link trên Twitter nhé. Trên Twitter của mình đây. Đây nhé. Cái link của mình là như này. Đã được chứ. Cái bài viết của mình đây. Chút kìa. Đây nó bảo gì đây. Rồi, đấy. Trời ơi.
biết mà không cho đăng à? Biết à? Biết sao mà không có đăng thế? Đây nha, mình gửi cho nên người ta nói nha. Đây mình cũng nói một ít về cái bài này. Facebook tôi coi biết mà nó hay à, Facebook với lại Twitter nó hay tố scam mà các bạn mà chú ý là hơi khó đăng một tí. Rồi mình gọi cái mình gửi cái link chat của mình cho nó. Đây chat của nó lấy link và nó gọi search. Đợi một tí, cái này nó hơi nát, mình sẽ lấy được link rồi. Chia sẻ của năm nay về gốc chia sẻ thì mấy mình ấn vào máy luôn. Đấy, nó sẽ có phần máy mình một cái mình còn có tin pop open pop impact của bài đăng của mình, nhưng mà bạn đợi một tí cho nó hiện lên. Nhưng mà bạn cứ chia sẻ được ba cái trang lên ba mạng xã hội khác nhau rồi, cũng không cần nhất thiết là phải chia sẻ cái nào kia trang làm cho nào của bọn kia nha. Mình thấy nó cũng là trời ơi, nó lan này. Đấy, trang này nó cho viết rất là dài, nó không giới hạn. Đây, đấy, chuẩn luôn, đây là cái bài bot trên chat của mình sẽ gửi đi cho nó nhé. Gửi đi cho nó. Đây, cách là có nhiều việc không gửi đi bạn nhé. Form điểm mốc bổ sung này nha, thì các bạn làm các nhiệm vụ đấy, các mã thông báo bổ sung hoạt động này thì mình có ghi rất rõ ở chỗ này rồi. Mình để tất cả thông tin trong Telegram của mình đấy nhá. Đó thì đây đấy nhá, đấy thì đáp ứng các nhiệm vụ này. Ví dụ như đối với mỗi 1.100 lượt thích trên bài đăng của bạn này, bạn sẽ nhận được 10 đô là CBU bằng tương đương 100 CBU này, với mỗi một lần đăng lại trong các nguồn phương tiện bổ sung, người tham gia sẽ nhận được 10 đô la này, 100 CPU nhé. Đó thì nó có rất rõ mà. Thì bạn nào có nhiệm vụ đấy thì bạn điền vào cái form này nhé, đấy, cái form này, đây, form thứ hai nhé, form thứ hai đấy. Đây, đây cái form thứ hai này này, form đầu là bạn làm những cái nhiệm vụ ở trên thôi, bạn điền form đầu nhé. Để đăng ký này, đấy đi tham gia những cái này đăng lại này đó. Thì là để form đầu, còn như bạn làm thêm cái form, làm thêm cái nhiệm vụ dưới thì được form 2 nhé. Cảm ơn các bạn.